Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài bình luận của Dương Quốc Chính, xe điện VinFast. Hôm nay có sự kiện chấn động địa cầu là hãng xe VinFast ra mắt 5 mẫu xe điện ở Mỹ. Đồng thời, hãng này tuyên bố là sẽ ngừng sản xuất xe xăng. Họ không quên chấn an người dùng là vẫn chăm sóc đầy đủ đến hết đời xe và tuyên bố rằng việc này đã nằm trong kế hoạch ban đầu của họ. Mình thì nghĩ khác. Vin thì chẳng bao giờ nhận sai đâu, nhận ở chỗ kín thôi, ví dụ như hôm chém với vịt còn thì sai lầm đối với anh Vượng thì cũng là nằm trong kế hoạch. Đại khái như VinSmart hay VinMart mình đều cho là sai lầm của họ chứ chả phải trong kế hoạch gì cả. Đâm đầu vào sản xuất điện tử tàu thì rõ là sai, nhưng việc bán đi VinMart cũng chẳng đúng, khi đợt dịch vừa rồi siêu thị kiếm ăn rất tốt, vì chợ bị dẹp. Còn việc dừng sản xuất xe xăng, mình cho là do vinfast nhận thấy rằng không đủ nguồn lực để ôm cả hai loại một lúc buộc phải chọn một thì phải chọn sản phẩm có tương lai hơn mà thôi nhất là khi các hãng xe nổi tiếng cũng chưa bung ra xe điện mấy coi như chen chân để chiếm thị phần trước vinfast biện bạch rằng xe xăng chẳng qua là để làm quen với thị trường thực ra làm quen thế mình cho là đi nhầm đường thì đúng hơn vì để đưa ra được bốn mẫu xe ô tô chiếc President chỉ vừa mới xuất hiện với giá xa xỉ là rất tốn kém về thiết kế, dây chuyền sản xuất, PR. Nhiều hãng xe nhật rất ngại thay đổi mẫu mã chủ yếu là để giảm chi phí cho việc thiết kế lại dây chuyền sản xuất và kiểu dáng. Đây VinFast đã quá ư chơi sang khi bỏ nguyên cả 4 mẫu xe chỉ để thăm dò thị trường. Nhất là mẫu Fadin đang đứng đầu phân khúc xe đô thị hạng nhỏ. Với việc VinFast tuyên bố dừng sản xuất xe xăng thì người dùng xe xăng đảm bảo sững sở. Cho dù VinFast có chấn an cỡ nào đi nữa thì tâm lý khách hàng cũng không an tâm khi mình đang sử dụng chiếc xe đã bị ngừng sản xuất. Hẳn mọi người còn nhớ sự cố xe VinFast liên tục bị gãy cảng A. Với một hãng xe mới thì sẽ khó tránh khỏi các sự cố kỹ thuật kiểu như vậy. Nhưng nếu xe còn sản xuất thì hãng còn tối ưu hóa dần về thiết kế và sản xuất để khắc phục lỗi. Chứ khi nó đã ngừng sản xuất thì ai hơi đâu quan tâm đến việc phích lỗi, họ sản xuất đủ linh kiện thay thế cho đã là may mắn lắm rồi. Có lẽ đây cũng là dòng xe chết yểu nhất trên thế giới chăng? Nhất là con chủ tịch mình mới gặp hai đến ba lần ngoài đường, nay đã thành xe thiên cổ sao? Hóng anh em dư luận viên VinFast định hướng vụ này xem thế nào. Như vậy là Vin đã dồn vốn liếng vào canh bạc, tất tay là xe điện. Việc Vivfast chém là tập trung vào thị trường Mỹ mình cho là để khuếch trương thanh thế để chăn gà Việt Nam thôi. Vì dân Mỹ vốn không quan tâm lắm đến việc tiết kiệm năng lượng và xả thải, họ cần một chiếc xe mạnh mẽ thôi, do xăng cũng rẻ và Mỹ vốn là cường quốc ô tô, nhất là có hãng Tesla đỉnh đám. Nên việc Vivfast bán chạy được ở Mỹ là chuyện trong mơ. Cứ nhìn dân Mỹ dùng điện thoại là thấy, họ thích iPhone hơn các loại điện thoại chạy Android vì điện thoại android nói chung không phải hàng mỹ dù hệ điều hành vẫn do google chế ra ô tô điện là một sản phẩm công nghệ nữa nên vinfast khó mà đấu với tesla mình nghĩ cửa sáng cho vinfast vẫn là bài quen thuộc là kiếm giải thưởng quốc tế để bán ở việt nam như cách thông lệ họ vẫn làm và đánh vào tinh thần dân tộc của người việt bài thứ hai mới hơn mình đoán là họ có thể lobby chính sách để cung cấp xe công lấy lý do là bảo vệ môi trường đó là điều mà xe xăng không làm được. Chấp nhận bán xe công giá rẻ chút để lấy thị phần một mình một chợ, khi các hãng xe truyền thống chưa kịp tung ra xe điện, mình nghĩ là họ cũng sẽ ra nhanh thôi, vì có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực tài chính. Tập trung vào xe điện đúng là có lợi thế tiên phong, nhưng lại cũng rủi ro ở chỗ tiên phong đó. Vì xe ô tô là một sản phẩm liên quan đến tính mạng con người, chứ không đơn thuần công nghệ như cái điện thoại hay thư viện, người dùng sẽ rất cân nhắc thăm dò, khi quyết định súng tiền, trừ anh em xe Biết đâu mua được 2 năm VinFast lại tuyên bố ngừng sản xuất thì bỏ mẹ. Một sản phẩm liên quan đến tính mạng nhưng lại lớn nhanh như thành gióng cũng là điều đáng phải thận trọng khi quyết định mua. Nhiều anh em mua cái điện thoại về để trải nghiệm chơi chơi, 3 tháng chán là bán, nhưng mua ô tô về trải nghiệm chắc phải cỡ cường đô la. Nhưng nói gì nói, mình vẫn luôn ủng hộ Vin bẻ lái từ bất động sản sang ô tô và công nghệ bởi đó là cách giảm tỷ lệ thân hữu trong sản phẩm và có thể thu được ngoại tệ về chứ không phải chỉ chăn gà loanh quanh Việt Nam. Dù với góc nhìn dò xét với VinFast nhưng mình vẫn mong Vin thành công được với canh bạc này. Bởi vì Vin mà thua bạc là kinh tế Việt Nam cũng xuống hô chứ trả như Evergrande phá sản đâu. Các ngân hàng chủ nợ của Vin giờ chắc cũng hồi hộp, phải khấn ông bà, bắc, phù hộ độ trì cho anh vượng. Trong nhóm Facebook có hơn 50.000 thành viên của những người sử dụng xe do VinFast sản xuất, thông tin ngừng sản xuất xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch của hãng này đang là đề tài được bàn tán sôi nổi nhất với hai luồng ý kiến trái chiều. Một luồng ý kiến cho rằng họ cảm thấy bị lừa vì giờ đây trước việc ngừng sản xuất xe, việc tìm kiếm phụ tùng thay thế khi xe gặp vấn đề sẽ gặp khó khăn. Chị Ngân, một người dùng xe VinFast ở Lạng Sơn, gửi ý kiến của chị cho RFA qua ứng dụng nhắn tin trên điện thoại nói rằng tôi cảm thấy khá lo lắng. Vì tôi mới mua xe được một năm mà giờ hãng thông báo ngừng sản xuất, thì không biết sau này xe cần sửa chữa thì sẽ như thế nào. Phụ tùng thay thế khó tìm, vì phụ tùng bên Vin hầu như đều nhập khẩu. Ô tô là cả một gia tài đối với phần đông người Việt, không chỉ lo lắng về vấn đề phụ tùng thay thế, các chủ xe còn lo lắng rằng với thông báo mới đây, thì trong trường hợp họ muốn bán lại xe của hãng này cũng sẽ gặp khó khăn. Từ Bắc Ninh một người sở hữu chiếc xe Fadin của hãng này cho biết quan điểm của anh khi được hỏi liệu thông tin trên có ảnh hưởng tới triển vọng bán lại xe. Tôi nghĩ là chắc sẽ ảnh hưởng đấy, bởi vì khi tất cả mọi thứ đã dừng hoạt động thì mọi thứ nó sẽ đều kéo theo nhau. Thứ nhất là những người buôn xe cũ người ta chắc chắn sẽ không dám nhập xe nữa. Cũng giống như là cái điện thoại Vsmart, lúc mà nó báo dừng sản xuất thì những cái điện thoại đấy đang 4 triệu nhưng bán 2 triệu mà không có người mua mấy cơ. Trước là điện thoại, sau là ô tô. Khi được hỏi liệu có mua xe xăng không nếu biết trước là họ sẽ dừng sản xuất, người này vừa nói vừa cười, nếu mà biết trước là sẽ không sản xuất thì chắc sẽ không mua đâu. Ở chiều ngược lại, nhiều người tỏ ra tin tưởng rằng công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ thực hiện đúng cam kết phục vụ đến hết vòng đời sản phẩm. Anh Khá, một người đi xe của hãng này ở Tây Ninh nói với giờ FA biết suy nghĩ của anh khi nghe tin hãng chỉ sản xuất xe điện cũng bình thường. Nói chung là có chế độ bảo hành tới hết vòng đời xe cơ mà, chứ có phải người ta bỏ luôn đâu. Thực ra hãng cũng thông báo rồi mà, thông báo nó sẽ có phụ tùng, nói chung cũng không lo mấy. Trong bài trả lời phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Trí Trung, Tổng Giám đốc VinFast Trading Việt Nam cho biết mọi cam kết với khách hàng sẽ được VinFast thực hiện đầy đủ. Với từng chiếc xe bán ra, chúng tôi cam kết phục vụ đến hết vòng đời sản phẩm. Tiếp theo chương trình kính mời quý vị theo dõi bài bình luận của Hoài Nguyễn. Đặng Phước Dừa ông chủ ngân hàng một thời vừa được sướng tên. Thời điểm ngân hàng Đông Á đang phải chống chọi với nhiều khó khăn và bão của dư luận về việc phát hành thất bại 100 triệu cổ phiếu và phải hủy bỏ kế hoạch tăng vốn từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Thì ông Đặng Phước Dừa đã rời bỏ ngân hàng Đông Á, từng là chủ nhà băng. Đó là câu chuyện của tháng 3 năm 2014. Phải đến đầu năm 2022, cái tên Đặng Phước Dừa mới tái xuất công luận với nghi án trục lợi đất công. Một câu chuyện bắt đầu từ năm 2006, khi ông Đặng Phước Dừa để nhượng lại 2,9 hecta đất công trình công cộng để xây bệnh viện ở khu Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức. Trở lại câu chuyện tháng 3 năm 2014. Dẫu biết việc xếp ngân hàng này đi qua ngân hàng khác làm là chuyện không phải hiếm thấy trong lịch sử ngành ngân hàng, Thế nhưng cách ông Đặng Phước Dừa rút chân khỏi Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại của phần Đông Á ngay lúc ngân hàng đang khốn khó nhất để về. Với Exim Bank, thời điểm Exim Bank đang rất huy hoàng đã khiến giới quan sát tài chính nghi ngại và tự hỏi về trách nhiệm của vị lãnh đạo này đến đâu. Ông Đặng Phước Dừa tham gia vào Hội đồng Quản trị Exim Bank từ ngày 28 tháng 4 năm 2014 do 15 cá nhân đề cử với tổng số cổ phần là 130.617.211 chiếm tỷ lệ 10,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 6 tháng sau ngày ông Dừa gia nhập vào hội đồng quản trị Exim Bank thì ngân hàng này bất ngờ công bố lỗ khủng đến hơn 600 tỷ đồng trong quý tư năm 2014. Dù vô tình hay hữu ý nhưng việc cả hai ngân hàng ông Đặng Phước Dừa nắm vai trò thành viên hội đồng quản trị đều có kết quả kinh doanh không khả quan đã khiến cổ đông cũng như giới tài chính ngân hàng e ngại về khả năng điều hành ngân hàng của ông. Trong kỳ đại hội của Exim Bank năm 2015, rất nhiều cổ đông đã lên tiếng chỉ trích, gay gắt và buộc cả hội đồng quản trị Exim Bank, trong đó có ông Đặng Phước Dừa phải từ chức vì trách nhiệm điều hành yếu kém. Và thật bất ngờ là mặc dù nắm giữ vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị Exim Bank, thế nhưng ông Đặng Phước Dừa chỉ nắm giữ 95.097 cổ phần, chiếm chỉ khoảng 0,01% vốn điều lệ Exim Bank. Theo lý lịch, ông Đặng Phước Dừa sinh ngày 12 tháng 4 năm 1960 tại chợ mới, tỉnh An Giang. Ông khởi nghiệp trong màu áo công an tỉnh An Giang. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 8 năm 2007, ông là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á. Tháng 1 năm 2004 đến tháng 3 năm 2011, ông rửa là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận. Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 6 năm 2010, ông rửa là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á tháng 7 năm 2010 đến tháng 2 năm 2014, ông Dừa là thành viên Hội đồng Quản trị ngân hàng Thương mại của phần Đông Á. Khi đồng tiền luôn lách qua những cú áp phe, giờ là câu chuyện hôm nay, đúng hơn là sới lại một dự án kinh doanh bất động sản đã 15 năm qua của ông Đặng Phước Dừa dưới ít nhất 3 màu áo, Đặng Trần, Việt Tín, Ngọc Tâm. Năm 2005, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đặng Trần nộp hồ sơ đề nghị được xây dựng bệnh viện tại phần đất ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, nay là thành phố Thủ Đức. Năm 2006, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 1694 giao công ty Đặng Trần 32.396 m2 để đầu tư xây dựng bệnh viện với thời gian 50 năm. Ngày 10 tháng 8 năm 2007, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty Đặng Trần với diện tích 29.070 m2, tức giảm 3.000 m2 do trừ lộ giới đường và mục đích xây dựng bệnh viện, thời hạn sử dụng đất 50 năm. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, công ty Đặng Trần đổi tên thành công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Tín. Quá trình triển khai dự án, công ty Việt Tín góp vốn bằng quyền sử dụng đất và sau đó là chuyển nhượng dự án. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần bệnh viện Ngọc Tâm. Giấy chứng nhận cũng được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cập nhật biến động người sử dụng là công ty Việt Tín. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Việt Tín để đầu tư bệnh viện Đa khoa Ngọc Tâm. Tiến độ thực hiện dự án được ấn định chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 10 năm 2010. Tháng 4 năm 2009, công ty Việt Tín lập hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với công ty cổ phần bệnh viện Ngọc Tâm giá trị 105 tỷ đồng. Đã được cập nhật biến động sử dụng đất. Đến tháng 7 năm 2012, Công ty Việt Tín chuyển nhượng dự án Bệnh viện Ngọc Tâm cho công ty Ngọc Tâm với giá 0 đồng. Tháng 12 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 1, chứng nhận dự án thay đổi nhà đầu tư do chuyển nhượng dự án và tiến độ dự án được gia hạn làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đến tháng 6 năm 2014. Trong giấy chứng nhận quy định trường hợp dự án triển khai chậm tiến độ 12 tháng, cơ quan thẩm quyền sẽ chấm dứt dự án. Đến tháng 3 năm 2013, công ty Việt Tín chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất trên cho công ty Ngọc Tâm với số tiền 65 tỷ đồng đã được cập nhật biến động trên giấy chứng nhận. Có được dự án trong tay, ngày 10 tháng 4 năm 2014, Công ty cổ phần Bệnh viện Ngọc Tâm đã mang khu đất thế chấp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Bình Thạnh với số tiền 150 tỷ đồng. Khoảng 7 tháng sau, công ty cổ phần Bệnh viện Ngọc Tâm tiếp tục mang khu đất thế chấp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín chi nhánh Bình Thạnh với số tiền 55 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 5 năm 2016, công ty cổ phần Bệnh viện Ngọc Tâm lại tiếp tục mang khu đất thế chấp lần 3 cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín chi nhánh Bình Thạnh với số tiền 68 tỷ đồng. Tháng 4 năm 2016, tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần bệnh viện Ngọc Tâm xác nhận sau khi thực hiện xong công tác ép cọc với số tiền hơn 30 tỷ đồng. Họ không triển khai bất kỳ công việc nào, với lý do dự án đăng ký vốn 500 tỷ đồng, nhưng dự kiến phát sinh 1.500 tỷ đồng rất khó để thu hồi vốn, nên công ty tạm ngưng triển khai dự án để tìm đối tác. Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo 3.317 Sở Kế hoạch Đầu tư gửi Công ty Cổ phần Bệnh viện Ngọc Tâm thông báo sẽ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 5 năm 2016, công ty tiếp tục thế chấp quyền sử dụng đất với số tiền 68 tỷ đồng và đã được cập nhật biến động như nêu ở phần trên. Với những sai phạm và không triển khai dự án như cam kết, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi toàn bộ khu đất đã cấp cho công ty Đặng Trần, đã cập nhật sang tên cho công ty Ngọc Tâm. Thông báo đến ngân hàng nhận thế chấp về việc thu hồi khu đất trên. Đường binh nào cho ông Đặng Phước Dừa? Liệu ông Đặng Phước Dừa sẽ tính đường thoát ra sao trong vụ lùm xùm đất đai ở trên trong nhâm dần tới đây? Một luật sư đưa ra lập luận về khả năng lách của ông Dừa doanh nghiệp được giao đất vào thời điểm 2006, tức việc giao đất áp dụng theo quy định luật đất đai 2003. Theo đó, tùy thuộc vào mục đích kinh doanh hay không kinh doanh nhà nước sẽ áp dụng việc giao đất có thu tiền sử dụng hay không thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất, miễn giảm tiền sử dụng đất. Đến năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư 05 năm 2007 hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất. Theo đó, nếu xây bệnh viện công lập hoặc ngoài công lập theo mục 1.2 được xem là không nhằm mục đích kinh doanh và được hưởng ưu đãi. Tại khoản 2 điều 109 luật đất đai, tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh. Họ chỉ được thế chấp, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền trên đất, theo khoản 3 điều 109. Như vậy, để xác định đúng việc ông Đặng Phước rửa sai phạm ra sao, Điều mấu chốt ở đây phải xác định tại thời điểm giao đất, tổ chức đã được nhà nước giao đất với hình thức gì, từ đó xác định được việc chuyển nhượng dự án đúng hay sai. Và cũng cần xác định là việc vay tiền từ tài sản nhà nước có được sử dụng đúng mục đích hay không và dự án có được triển khai hay không. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.